Đầu tiên, trong các dãy số UN dưới đây, dãy số nào là cấp số cộng? Khi đó cho biết số hạng đầu và công sai của nó. Số hạng đầu và công sai của nó. Dãy số đầu tiên, phần A là gì? UN bằng 3N trừ đi 7. 3N trừ 7. Vậy thì đối với cái dãy số này, chúng ta làm thế nào chúng ta khẳng định được với mọi n là số tự nhiên lớn hơn 0, số tự nhiên lớn hơn 0 thì nó là cấp số cộng, thì các em dựa vào anh này. Hiểu chưa? Chúng ta dựa vào thằng này. Đây. Ví dụ 1 phần a này. Ta có UN, thầy viết lại sẽ bằng là gì? 3N trừ đi 7. Vậy UN cộng 1 sẽ bằng gì? 3 nhân với N cộng 1 và trừ đi 7. Đúng chưa các em? Bây giờ thầy thực hiện phép trừ nhé. Từ đây chúng ta suy ra UN cộng 1 trừ đi UN. Nhớ là phép trừ này mà nó ra được là một số cố định, một số không đổi, thì khi đó ta nói dãy số này là cấp số cộng. 3 nhân với N cộng 1 trừ 7 trừ đi 3N trừ 7. Bây giờ chúng ta nhân và ngoặc và rút gọn nó đi. Bằng này. 3N này cộng 3 này trừ 7 này trừ 3N này cộng với 7 này. Ok chưa? 3N với trừ 3N hết. Trừ 7 với cộng 7 cũng hết. Còn lại là bằng 3. Thì đây chính là công sai rồi. Đúng chưa các em? Vậy từ đây chúng ta suy ra dãy số đã cho là cấp số cộng. Cấp số cộng phải viết tắt các em nhé. Cấp số cộng có U1 sẽ bằng gì? Chúng ta thay N bằng 1 vào thì sẽ ra được U1. U1 sẽ bằng là 3 nhân 1 trừ đi 7, tức là U1 bằng trừ 4. Và công sai D, D đây sẽ bằng là 3. Ok chưa? Đấy, đấy chính là phần A của ví dụ số 1. Rất là dễ đúng không các em? Tiếp theo phần B. Phần B là gì? Dãy số của chúng ta có UN sẽ bằng 3N cộng với 2 và